Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 46, bắt gà không thành còn mất nắm gạo 2. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng hét, mọi người còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra thì con mèo đen nhỏ không biết từ lúc nào meo meo lao đến chỗ Tạ Di, thân mình nhỏ gầy, tốc độ cực nhanh theo bản năng tạ di đưa tay lên chặn con mèo lại, chỉ không ngờ con mèo nhỏ không tránh đi mà há mồm cắn lên bàn tay phải của bà ta. Trên mờ u bàn tay tạ di hiện lên bốn vết máu, máu tươi ứa ra bên ngoài, móng vuốt sắc nhọn cào sâu lên cổ tay bốn vệt đỏ đậm. Tạ di khiếp sợ hét lên thất thanh, nhanh, nhanh bắt con súc sinh này đi cho ta. Bà ta liên tục nhảy ra sau, vừa vặn đụng vào một nhành cây, cả người vô thức ngã mạnh về phía sau. Mà vi ngưng tử sắc mặt chán ghét bắt lấy con mèo nhỏ trong tay tạ thị, hung dữ ném xuống đất, con mèo nhỏ rơi trên mặt đất, thảm thiết kêu một tiếng, động tác gọn gàng lưu loát, ánh mắt độc ác không chốt tình cảm là mọi người nhìn thấy đều âm thầm khiếp sơ. Mông tạ di vẫn ngồi trên mặt đất, nửa người đau đớn, trên tay bị mèo cào chảy máu đầm đìa, đau đến mặt mày vặn vẹo, vì Ngưng Tử vội xoay người đỡ bà ta đứng dậy, mà Phỉ Thúy phía sau tạ thị cũng đi qua giúp nàng ta đỡ Tạ Di đứng lên. Tiểu Nha hoàn kia thấy mèo cào người bị thương, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, dập đầu với Tạ Di, lúc đầu là đại tiểu thư sai nô tỳ quét dọn hoa viên, thấy có mèo hoang nên phải bắt ra ngoài, không ngờ lại làm bị thương khách quý, xin ngài tha thứ cho nô tỳ. Tạ thị nghe xong thì nổi giận Muội muội ngày đầu tiên đến phủ đã bị mèo cào bị thương, ai không biết còn nghĩ bà không tốt, ghen ghét muội muội, tìm nơi nương tựa mới cố ý gây chuyện, mở miệng nói, người đến, Lôi Nha Hoàn này xuống đánh 20 gậy lớn. Tạ Di vừa nghe thấy là Tiểu Nha Hoàn trong viện Vân Khanh, lại đã từng trải, nếu như tình tình còn giống như trước chắc đã lập tức sai người lôi Tiểu Nha Hoàn này xuống đánh chết, nhưng ở trước mặt nhà người khác, cũng biết cầm chừng, lại nhìn tay mình không nhịn được mà nói, tỷ tỷ đúng là người tốt, một tiểu nha hoàn làm bị thương tay muội muội, cũng chỉ đánh 20 gậy rồi thôi. Giọng nói của bà ta kỳ quái, ai nghe thấy cũng hiểu diễu cợt trong đó, thật ra tạ thị xử trí cũng không nhẹ, một tiểu nha hoàn bị đánh 20 gậy lớn cũng mất đi hơn nửa cái mạng, nhưng tạ di tâm điệu ngoan độc, bà ta cho rằng như thế là không đủ. Lại nghe thấy Vân Khanh đứng ra trách mắng Vấn Nhi, người cũng to gan lắm ở trong viện của ta phát hiện mèo hoang, tốt bụng muốn đuổi đi cũng được, trong phủ đường cũng không chỉ có một cái, ngươi lại cố tình chạy đến hoa viên bên này. Rốt cuộc tính toán cái gì, phải chăng có người sai ngươi làm vậy? Nàng nói như vậy, mấu chốt vấn đề liền nổi lên, không chỉ là mèo hoang làm bị thương người mà còn trở thành cố ý hãm hại, hơn nữa ngầm nói Vân Nhi là người trong viện của Vân Khanh, muốn xử lý thì cũng phải do nàng xử lý. Tạ Di chỉ muốn vấn đề càng nghiêm trọng càng tốt, tốt nhất là đánh chết tiểu nha hoàn này để bà muội giận, cười lạnh nói, Di chất nữ nói đúng lắm, phải hỏi cho được đến cuối cùng là có chuyện gì, nó không chịu nói thì đánh, ta không tin đánh chết, nó cũng không khai thật. Vân Khanh đồng ý gật đầu, giọng nói lạnh lùng, vấn Nhi, ngươi còn không thành thật khai ra, con mèo này là như thế nào, nó rõ ràng là gần phu nhân hơn, tại sao lại cố tình chạy tới người gì? trong chuyện này có gì khuất tất còn không nói thật ra. Vấn Nhi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn rơi đầy nước mắt, bộ dáng ngơ ngác, thưa lý ma ma, nô tỳ không biết, nếu có gì khác thường thì chỉ là con mèo này đã mấy hôm chưa được ăn gì, chắc vì đói quá nên nó mới cắn vi phu nhân. Những người khác sắc mặt không có gì thay đổi, mèo hoang không tìm được thức ăn là chuyện bình thường nhưng tạ di lại khiếp sợ, mèo ăn chim sốc cũng bản tính tự nhiên tay bà vừa cầm chim khách, có lưu mùi trên người. Con mèo đen này đói bụng vài ngày, ngửi được mùi vị của chim khách nên mới cắn bà. Vân Khanh lại tiếp tục hỏi, mọi chuyện sao có thể đơn giản như thế, nếu đói qua sao nằm trong lòng ngươi lại không cắn ngươi. Tạ thị cũng biết mọi chuyện không đơn giản như thế, sau khi trải qua chuyện thuốc bổ của thẩm mậu, bà đối với mọi chuyện trong phủ đều hết sức cảnh giác, cẩn thận nói, nếu vậy phải cẩn thận tra xét. Bà quay người nói với Tạ thị: "Muội muội, tay muội không được dính nước, phòng ngừa nhiễm trùng. Ta đã sai người đi mời đại phu, đợi lát nữa đến đây. Muội để đại phu nhìn xem tay muội có dính phải cái gì không. Nếu việc này là ý đồ của tiểu nhân, chắc chắn sẽ xử lý hắn, không để muội phải chịu ấm ức." Nếu để cho đại phu nhìn, mùi chim khách sẽ bị phát hiện. Tạ Di vội vàng cười, nhìn tỷ tỷ nói nghiêm trọng chưa kìa, có thể là sáng nay muội ăn cháo cá con để lại mùi trên tay, bị con mèo tham ăn kia người thấy nên mới nhào đến. May mắn là trên đường đi, đồ ăn sáng đều tách ra dùng riêng, Vân Khanh cũng không biết bà ăn cái gì. Nghe thấy thế, Vân Khanh giống như chợt hiểu ra, thì ra là vậy, đúng là do con nghĩ nhiều, mèo con thích nhất bắt cá vồ chim, mèo hoang lại càng thích thế. Nàng quay người, trầm mặt nói với Vân Nhi, ngươi còn không nhanh tạ ơn gì nếu con mèo này làm bị thương những người khác thể nào cũng bị đánh. May là ngươi số mệnh tốt, gặp được gì nhân hậu, nói là do gì ăn cháo cá, đem nguyên nhân nhận về mình, ngươi còn không nhanh chạy qua dập đầu tạ ơn gì. Tạ Di mở to mắt, không rõ vừa rồi có nói nguyên nhân là do mình, nhưng vẫn nhì phản ứng so với bà còn nhanh hơn, lập tức xoay người, dập đầu với bà hai cái, tạ ơn khách quý đã khoan dung, ngài là người nhân hậu tạ thị bị hai người xoay vòng một người tốt bụng một người nhân hậu làm cơn tức nghẹn lại ở lồng ngực thiếu chút nữa uất ức mà chết tay bà bị cào rách lại té ngã trên mặt đất mà tiểu nha hoàn kia cái gì cũng không sơ sẩy gì nhất thời máu dồn hết lên đầu thân mình lảo đảo tưởng như sắp ngã xuống vì ngưng từ cẩn thận đỡ bà mắt hạnh sâu kín nhìn vân khanh tạ thị nghe thấy lời của nữ nhi mắt hơi lóe sáng con ngươi nhìn về hướng vinh tùng viện rồi dừng lại ở tay tạ di xẹt qua một tia nghi ngờ trên mặt hiện lên vẻ nghiêm khắc khiển trách hạ nhân còn không nhanh đỡ đến phòng khách đứng ở chỗ này làm gì đợi tạ thị và đoàn người đi xa vân khanh quay lại nhìn vấn nhi mỉm cười mau đứng lên đi sao em còn quỳ ở đấy vấn nhi lúc này mới đứng dậy nhìn tiểu thư cao quý ung dung đứng trước mặt trong lòng càng thêm dè dặt lúc vừa vào phủ Liêu Thúy sai người nói với nó tìm một con mèo hoang đã đói bụng nhiều ngày, rồi theo như lời dặn từ hoa viên đi ra, không cẩn thận đụng vào tiểu thư, nó vừa rồi nhìn thấy con mèo hoang nhỏ cắn cho tay khách quý đầy máu, nghĩ mình ít nhất phải chịu đánh mấy chục gậy, ai ngờ tiểu thư mở miệng, nàng chẳng qua chỉ phải dập đầu hai cái. Nhớ lại tô mi cô nương trước kia, nhìn đại tiểu thư tâm tư sâu sắc vượt qua tưởng tượng đang đứng trước mắt mình đáy lòng lại thêm kính sợ nhiều hơn một bậc vân khanh nhìn thấu suy nghĩ của tiểu nha hoàn chỉ cần em không phản bội thì ta sẽ che chở cho em cúi đầu nhìn con mèo đen nhỏ hai mắt tròn xoe trong suốt lộ ra tia thương hại vì ván cờ của nàng mà làm nó bị thương nó vốn không có tội tình gì đúng là trên đời này còn nhiều sinh linh vô tội bao gồm cả kiếp trước của nàng nàng mỉm cười nhàn nhạt nói với vân nhi đưa nó đến chỗ đại phu chữa khỏi đi, sau này nuôi trong viện của ta. Tại phòng khách, đại phu sau khi đắp thuốc cho tạ di, rồi băng bó ngừa độc cho bà ta, tạ thị thấy đã ổn liền mờ miệng, muội muội di chất nữ nghỉ ngơi trước đi rồi đợi lát nữa dùng bữa, để hạ nhân khác làm ta không yên tâm, ta đến thiên thính trước, đợi lát nữa phỉ thúy sẽ đưa muội đến đấy. Tạ di nằm trên giường la hán khắc hoa hải đường làm từ gỗ chắc, tức giận nên không muốn mở miệng nói chuyện, vẫn là vi ngưng từ gật đầu nói, "Gì có việc thì cứ đi đi ạ, à? cháu gái chờ nương rồi sẽ đến sau." Tạ thị giận dò vài câu mới xoay người đi bước đi, ra khỏi phòng khách, sắc mặt lạnh nhạt đi vài phần, nghiêng đầu nói với Lý Ma "Sai người đến hỏi hạ nhân trong viện lão phu nhân xem sáng nay cô ta ăn cái gì." Chương 47, bắt gà không thành còn mất nắm gạo, ba Qua chừng hai nén hương vì ngưng tử đỡ tạ di còn đang hờn giận đi vào thiên thính. Cũng không bao lâu, lão phu nhân cũng đã đến, tạ thị bước lên hỏi, mẫu thân, có thể đưa thức ăn lên được chưa? Lão phu nhân gật đầu mới sai người truyền lời, sáu tiểu nha hoàn mới bê thức ăn lên, hải lý du, lục thượng hành, sơn lý bảo, mọi món đều có, ở giữa bàn ăn còn bày một con tôm hùm to. Lão phu nhân ngồi xuống trước, sau đó thẩm mậu, vân khanh, tạ di, vi ngưng từ theo thứ tự ngồi xuống, tạ thị đứng sau lão phu nhân chia thức ăn. đây là tiệc mời khách, các di si nương chỉ thuộc loại bán chủ bán nô, không có tư cách cùng ngồi ăn cơm. tạ thị gấp một khối mân côi áp bô đặt trong bát, lão phu nhân ăn một ngụm, trong mắt hiện lên tia sáng, khẽ gật đầu khen, món này làm tốt lắm, vừa cho vào miệng đã tan ra, lưu lại hương vị. đến đây, ngay cả tổ mẫu cũng khen hương vị không tệ, nhất định ăn ngon. Vân Khanh, con cũng ăn thử đi. Thẩm mậu trong mắt mang theo yêu chiều, cười nói với Vân Khanh. Nhà hoàn chia thức ăn đứng phía sau lập tức gấp một khối mân côi áp bô để vào trong bát trước mặt nàng. Vì ngưng tử nhìn thức ăn trên bàn, riêng món ăn chính cũng có tới 8 món, quán nhi am thuần, quái áp yêu nhi, sang hà nhân, muộn hoàng thiện, phù dung yến thái, thanh trưng hỏa thối, kê ti động miêu, những món này còn chưa bao gồm đồ khai vị, món canh và rau ngâm, tất cả chừng hơn 18 đĩa. Trên bàn là thức ăn đầy màu sắc, hương thơm xông vào mũi làm người khác thèm nhỏ dãi Cô ta chưa từng nghĩ đến chỉ một bữa tiệc tẩy trần bình thường lại có thể có được ăn đồ ăn ngon như vậy, visa ra là dòng dõi thư hương, nổi danh thanh bạch, ăn uống chi tiêu không xa hoa, sao có thể giống như thẩm phủ giàu có được. Cô ta yên lặng ăn cơm, ngồi nhìn Vân Khanh mà trong mắt không giấu được hâm mộ mẫu thân của mình và Vân Khanh đều là người nhà tạ gia, vì sao mẫu thân lại không thể được gả đi tốt như vậy, không chỉ có gia cảnh không bằng thầm phủ già có, cha còn đoàn mệnh chết sớm, để lại cô ta cùng mẫu thân chịu đựng ánh mắt ghẻ lạnh của mọi người. Nhìn tạ thị ấm áp tươi cười, thầm mẫu ánh mắt nuông chiều, nếu tất cả những thứ này là của cô ta thì thật tốt, quần áo tươi sáng xinh đẹp, trang sức ngọc ngà lóa mắt cùng với yêu chiều của cha mẹ đều là của cô ta thì tốt đẹp biết bao vì sao tất cả đều thuộc về thẩm vân khanh vì sao lại như thế đối diện với ánh mắt không thèm che giấu đang hướng về mình vân khanh vẫn nhã nhặn ngồi ăn lông mi cong dài che giấu ánh sáng sắc lạnh nơi đáy mắt vì ngưng tử thèm muốn sao ghen tị sao có phải rất muốn những thứ này là của ngươi hay không đáng tiếc đời này ngươi chỉ có thể nằm mơ mà thôi nàng nhấm nuốt thức ăn chậm rãi buông đũa xuống dùng nước nha hoàn bưng tới rồi mới lây khăn lau nhẹ khóe miệng tay phải tạ di bị thương chỉ có thể dùng tay trái chậm chạp ăn món này món kia gương mặt như chìm trong mây đen trước cơn mưa mà bất cứ lúc nào cũng có thể mưa xuống từ lúc đặt chân vào trầm phủ nửa ngày nay bà không có lấy một lần hài lòng ném vào con chim chết trái lại còn bị lão phu nhân sợ suối quẩy bị tiểu nha hoàn bắt mèo làm mèo cào bị thương rồi cũng không đâu vào đâu. Trong lòng càng nghĩ càng giận, cô ý làm cho thìa rơi xuống, xoa xoa miệng, căm giận nhìn tạ thị, tỉ tỉ, muội ăn xong rồi, có thể đưa muội đến trong phủ nghỉ ngơi được chưa? Tạ thị ngừng đầu lên, nhìn thoáng qua bên ngoài, Lý ma đi vẫn chưa về và cũng không biết kết quả như thế nào. Sao gì không ăn thêm chút nữa, vừa rồi người có ăn được bao nhiêu đâu? vân khanh nhìn thấy ánh mặt tạ thị vừa có chút lo lắng lại mong đợi biết tạ thị đã nghe thấy nàng nói mèo hoang thích bắt cá vồ chim nên xuất hiện nghi ngờ sai người dò hỏi bèn cố ý nhiệt tình nói chuyện với tạ di để tạ thị có thời gian chờ đáp án ăn nhiều bà có thể nuốt trôi được hay sao bà cả người tức giận nhưng không thể phát ra ngoài nghẹn lại cực kỳ khó chịu nhưng đối diện là khuôn mặt nhỏ nhắn của vân khanh Tạ Di không thể không khó nhọc nặn ra một nụ cười, chắc do mồi xe lâu nên không muốn ăn. Lúc này Lý Mama bước đến, bà lấy một cái khay nhỏ từ trong tay hồ phách, đến bên cạnh Tạ Thị nói, phu nhân, thỉnh người lau tay. Ánh mặt của Tạ Thị và Lý Mama giao nhau trong không trung, nghiêng thân mình, từ trên khay nhỏ lấy ra khăn tay màu trắng, chậm rãi lau từng ngón tay, đầu hơi nghiêng vào trong, Lý Mama thấp giọng nói, vừa rồi lão nô đi hỏi thăm một lão bà tử bên kia nói, sáng nay nhìn thấy người kia ăn chính là trà xanh và cao hạt rẻ. Việc này chính là nói về tạ di. Nghe thế, đáy mắt tạ thị hiện lên tức giận, giỏi cho hạt rẻ cao, vậy mà lừa dối bà là cháu cá. Nếu không phải là nữ nhi nói một câu là bà nổi lên nghi ngờ, sai lý mama đi thăm dò thì lúc này bà đã bị lừa gạt. Muội muội này đúng thật xem bà dễ tin người, lúc con chim khách chết xuất hiện trong phòng bà đã cảm thấy kỳ quái. Vân Khanh nói chim khách bay vào chạm phải khi giữ nên mới chết. Bà liền không tin, nếu là như vậy, lúc ấy tất cả chim khách chẳng nhẽ đều chết hết sao. Cho đến khi mèo cào rách tay tạ di, bà mới biết, hóa ra đều do một tay muội muội tốt này làm. Nhớ lại lúc ở Vinh Tùng Viện, bà ta đứng gần bảo cách nhất, lúc bước vào còn đứng sau bảo cách nhìn ngắm, cực kỳ thuận tiện ra tay. Tạ thị hết lòng vì muội muội, thương tạ di còn trẻ mà tủ tiết cho chồng vốn định dùng hết sức chăm sóc muội muội không ngờ muội muội vẫn như trước đây bất kể là gì đều muốn tranh đoạt cùng tỷ tỷ là bà vừa vào cửa đã dở mánh khóe làm cho mẹ chồng ghét bà trên đường đi theo như tính tình của mẹ chồng nhất định sẽ kể ra không vừa lòng với con dâu muội muội nếu đã biết như vậy mà còn làm đương nhiên là có dụng ý riêng nếu đã thế bà sẽ không khách khí nữa Tạ thị chậm rãi nhắm mắt lại, Lý ma là lão nhân bên người bà, hiểu được ý nghĩa của mỗi hành động, biết bà đã hiểu được tất cả, liền nhận lấy khăn tay rồi lui xuống. Tạ di lúc này đã có chút mất kiên nhẫn, giọng nói mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn toát ra hơn giận, tỉ tỉ, không biết có thể sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho muội muội không? Hai tay tạ thị giao nhau, xoay người lại, trên mặt lộ ra tươi cười nhưng trong mắt không có ý cười, biết muội muội đến, tất nhiên ta đã chuẩn bị chu đáo tất cả còn sợ không có chỗ ở sao cúc khách viện đã chuẩn bị tốt lắm còn đang chờ muội muội vào ở đấy vậy thì tạ di đứng lên đang muốn đi ra ngoài bỗng dừng lại rồi quay đầu nhìn tạ thị tỷ an bài ta ở chỗ nào cúc khách viện trong phủ chúng ta có mai lan cúc trúc khách viện thì cúc khách viện là viện tốt nhất ở hướng bắc chiêu nam ánh nắng đầy đủ hai mùa xuân hạ mát mẻ nhất trong viện còn có một ao cá chép rộng rãi thoải mái, muội muội vào ở nhất định là sẽ rất thích. Vẻ mặt Tạ thị chân thành, trong lời nói đều có ý thiên vị muội muội, ý là nếu không phải Tạ Di đến, bà đã không chuẩn bị khách viện tốt như vậy. Vân Khanh cúi đầu uống một ngụm mao tiêm, hơi nước từ trong chén từ từ bay lên, xuyên qua lông mi dày rậm của nàng, khiến cho khuôn mặt của nàng lộ ra vẻ đẹp mờ ảo và tuyệt mỹ. Kiếp trước Tạ Di đến phủ đã được sắp xếp vào ở cạnh viện của chủ mẫu, thái lai viện, dáng vẻ tựa như nữ chủ nhân cường thế vào ở. Mà lúc này, nương lại sắp xếp ở tại cúc khách viện, đây đúng là sự khác biệt rõ ràng, xem ra nương đã biết chim khách chết ở Vinh Tùng Viện là do ai làm, nếu không theo như tính cách của bà, sẽ không để cho muội muội ở tại khách viện. Khách viện, ấy vậy mà lại để bà ở trong khách viện, đây chính là thông báo cho bà sớm hay muộn cũng phải truyền ra ngoài sao. Ngón tay tạ di siết lại thật chặt, Móng tay cơ hồ đã cắm vào lòng bàn tay, đôi mắt nhìn sang lão phu nhân, đổi thành bộ dáng nhu nhược, buồn bã mở miệng, "Lão phu nhân, con và Tử Nhi hai người ở đó liệu có thỏa đáng không?" Bà ta sở dĩ hỏi ngược lại lão phu nhân, vì ở trên đường đi, lão phu nhân có nói qua sẽ để cho bà ta ở gần Vinh Tùng viện của mình, cũng chính là chủ nhân trong hậu viện. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holy Audio. Chương 48 bắt gà không thành còn mất nắm gạo bốn nào ngờ lão phu như lại không giúp đỡ bà như bà mong muốn mà lại chậm chạp nói mặc dù hai người các ngươi ở tại cúc khách viện là hơi rộng nhưng con dâu đã sắp xếp như vậy rộng rãi một chút cũng tốt như thế mới yên tĩnh trong lòng vân khanh không nhịn được mà tán thưởng câu đầu tiên của tổ mẫu đã bóp méo lời nói của tạ di lúc này cách nói cay nhiệt của tổ mẫu không nhằm vào mẫu thân mà là nói với tạ di hình tượng nhất thời trở nên dễ gần hơn trước tạ gì sẽ không được đối với người coi trọng mặt mũi lại hay mang thù còn là lão nhân hay mê tín việc chim khách chết vừa rồi cũng đủ để lão phu nhân đem những câu từng nói quăng lên trên tầng mây chỉ sợ đồ tang trên người hai người sẽ xung khắc với mình sắp xếp ở cách càng xa càng tốt bỗng nhiên lão phu nhân suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nói tiếp bên cạnh hai người đúng là không có lấy một người để hầu hạ cũng thật bất tiện. Lúc Tạ Di đến Dương Châu liền đem tất cả những thứ ở kinh thành có thể bán đều bán hết, kể cả nha hoàn, bà tử, sai vặt đều đem phát mại đổi thành ngân phiếu, chỉ để lại một ít cửa hàng ở Dương Châu vốn là của hồi môn. Hai người họ đã quyết tâm sau này đến Dương Châu ăn của Tạ thị, mặc của Tạ thị, dùng của Tạ thị, tóm lại tất cả đều do Tạ thị chịu trách nhiệm. Editor có lời muốn nói té ghế với độ vô sỉ và mặt dày của mẹ con nhà này. Tạ thị nghe vậy, biết trong lòng lão phu nhân còn nhớ ơn cứu mạng của tạ di, tuy bà không vui với những việc lúc vừa vào cửa mà muội muội làm, nhưng cũng không nhẫn tâm để bên người bà ta không có lấy một người hầu hạ, lập tức cười nói, mẫu thân yên tâm, sáng mai con dâu sẽ sai người thông báo cho nha bà. Bảo bà ta mang một đám nha hoàn nhanh nhẹn lại đây để muội muội chọn. Nghe thấy thẩm phủ choản bị mua nha hoàn cho mình, tạ di nghĩ không có nha hoàn bên cạnh cũng thật không tiện, hơn nữa còn không cần phải bỏ tiền của mình ra, cũng không nghĩ thêm gì, thừa dịp nói, chẳng qua chỉ là quấy giày vài ngày mà thôi, cảm ơn lão phu nhân và tỷ tỷ quan tâm. Tạ thị sao có thể không nhận ra trong giọng bà ta có bất mãn, nhưng muội muội vừa vào cửa đã muốn gạt chân bà cũng làm bà mềm lòng, con ngươi chợt lóe sáng, trên mặt thân thiết tươi cười, muội muội cũng không nên vội vã chuyển đi tỷ phu của muội thường xuyên ra ngoài, đến lúc ấy để người tìm xem có viện nào thích hợp thì mua cũng chưa muộn. Mà thẩm mậu lúc này đang thường trà, nghe thấy tên mình, nâng mí mắt lên liếc nhìn tạ thị, khóe miệng cười nhẹ nhàng có chút sâu xa, quay đầu nhìn tạ di, di muội muốn mua nhà, ta đương nhiên sẽ cẩn thận đi tìm. Tạ di thấy ông lễ nghĩa nhã nhặn, cử chị nhẹ nhàng, trái tim nảy lên một cái, ánh mắt không tự chủ được mà toát ra vẻ quyến rũ lẳng lơ nhìn thẩm mậu giọng nói cũng mềm mại dịu dàng ba phần vậy làm phiền tỷ phu để tâm sắc mặt thẩm mậu không thay đổi gật gật đầu không cần khách khí rồi lại uống thêm một ngụm trà không nghĩ đến thẩm mậu không có phản ứng gì với mị nhãn của mình tạ di âm thầm cắn chặt răng ánh mắt nhìn sang tạ thị đứng một bên lập tức hiểu được nhất định là do so tạ thị ở đây nên mới không thể hiện bà không cần nóng vội như vậy, chỉ cần còn ở lại thầm phu thì bà vẫn còn cơ hội, y nghĩ vừa chuyển, bà ta hơi cúi thân mình, vậy muội về khách viện nghỉ ngơi trước. Dứt lời liền xoay người bước thẳng ra ngoài. Vì ngưng tử cũng không đi theo bà ta ngay, qua quan sát của mình, cô ta phát hiện lúc tạ thị ở trước cửa lớn đón nương, đôi mắt đầy vẻ thật tình thương tiếc, nhưng bây giờ lại mang theo lạnh lùng xa cách xem ra việc nương vừa làm ở Vinh Tùng Viện đã bị phát hiện nên mới có thay đổi như lúc này. Mẹ con hai người đã cùng vi gia trở mặt, chỉ còn chỗ dựa duy nhất là thẩm phủ, bây giờ không thể đắc tội với thẩm phủ được. Suy nghĩ kỹ, vì ngưng tử cúi đầu hành lễ với lão phu nhân, thẩm mậu và tạ thị, tổ mẫu, dưỡng, gì mẫu thân đau buồn mất đi phụ thân, mấy ngày nay lại vất vả mệt nhọc, tính nết có vài phần nóng này mưng tử thay mẫu thân bồi tội với mọi người. Lão phu nhân vốn không vui với hành động vừa rồi của tạ di, bây giờ xem bộ dáng hiểu biết của vi ngưng tử, sắc mặt cũng không thay đổi, gật đầu nói, con cũng là đứa nhỏ đáng thương, đi về với nương của con đi. Vì ngưng tử mang theo vẻ lo lắng thỏa đáng, làm cho người ta cảm thấy cô ta đang đau buồn vì cái chết của phụ thân, lại vì tính mẫu thân thay đổi tính cách mà lo lắng, ngay sau đó nói với Vân Khanh biểu muội tỷ về cúc khách viện trước ngày mai có thể đi tìm muội không giọng nói cô ta mang theo sợ hãi giống như e ngại vân khanh sẽ mở miệng từ chối mặt hơi cúi xuống lộ ra vẻ khiêm tốn và lo sợ nhìn thấy cô ta như thế vân khanh mỉm cười gật đầu nói biểu tỷ nếu đang ở tạm trong phủ bất kỳ lúc nào cũng có thể đến quy nhạn các tìm muội những lời này cực khách sáo chỉ là một câu trả lời bình thường nếu như là kiếp trước, nàng chắc chắn sẽ nhiệt tình lôi kéo Vi Ngưng Tử đến quy nhạn các ngay lập tức, nhưng bây giờ nàng biết, Vi Ngưng Tử vừa rồi trước mặt trưởng bối tạo ra dáng vẻ nhu thuận, nhân dịp trưởng bối còn ở đây thân cận với mình, để cho nàng không tiện từ chối. Trong chốc lát, tâm tư vội vàng xoay chuyên. Khóe hiệp Vân Khanh mỉm cười nhìn Vi Ngưng Tử tuổi tác không chênh lệch nhiều so với mình đang đứng trước mặt. Cô ta mày nguyệt tinh tế như liễu mắt hạnh mang theo mấy phần mưu nhược lại không thể che giấu được âm thầm toan tính bên trong từ lúc gặp khó khăn vì ngưng tử cũng không nói thêm một câu vô nghĩa lạnh lùng quan sát tất cả ở thầm phủ tâm tư tinh tế thâm trầm so với tạ di chỉ có hơn chứ không có kém nàng sẽ phải cẩn thận từng bước một như vậy thật tốt vì ngưng tử đối diện với vân khanh nhưng cảm thấy đôi mắt quy khí của biểu muội tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo lập tức tránh đi một lúc sau cúi người hành lễ rồi theo tiểu nha hoàn bên ngoài đi cúc khách viện. Vào cúc khách viện, thấy trong sân là có năm dương gỗ, là vật tùy thân của tạ di và vi ngưng tử, tạ thị đã sớm sai người chuyển đến. Tiểu nha hoàn dẫn cô ta đến nơi, sau đó lui xuống, trong khách viện to như vậy chỉ còn lại hai mẹ con bọn họ, vi ngưng tử nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm rơi vỡ, toàn thân cảm thấy bất an, bước chân vội vàng đi vào bên trong. Tạ Di đang đứng trong phòng, tay phải bị quấn một vòng băng vải trắng, tay trái cầm chổi lông gà ra sức quật xuống, tức giận mắng, Tạ Văn Uyên, người đúng là tiện nhân, lòng dạ keo kiệt hẹp hòi, trong phủ lớn như vậy mà sắp xếp ta ở chỗ này, muốn đuổi ta đi đúng không, người nghĩ ngươi có tiền là giỏi, cũng chỉ là thương phụ. Vì ngưng tử nhìn hai trong mắt bà ta đều là lửa giận, cánh tay không ngừng vung lên quật xuống ghế dài, vội dừng bước, đứng một bên chờ bà ta phát tiết xong rồi mới nói, tránh cho chổi lông gà lại chuyển đến người mình. Qua thời gian hai chén trà, tạ di mới mệt mỏi đem chổi lông gà để sang một bên, ngồi trên ghế dựa thở dài, ánh mắt nhìn thấy vi ngưng tử đúng ở cửa, nhíu mày cao giọng hỏi, ngươi đến lúc nào, vào cửa không biết lên tiếng, cầm điếc hay sao? Vi ngưng tử nhìn thấy chổi lông gà để sang một bên, mới đến phía sau tạ di, thay bà ta bóp vái, nhỏ giọng nương người đừng tức giận không đáng tổn hại thân thể tạ di liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi nói lúc nãy thấy rồi chứ gì ngươi khẩu phật tâm xà giỏi nhất là bản lĩnh ngoài mặt nói gì mà cúc khách viện là khách viện tốt nhất dù cho tốt thế nào thì cũng là ở tạm mọi người đều nói thương nhân coi trọng tiền tài quả thật không sai bà ta thấy chúng ta không có chỗ dựa liền ghét bỏ thân muội muội như ta vì ngưng tử cũng gật đầu yếu ớt thở dài, bây giờ chúng ta không còn cách nào khác, nương cũng chỉ còn gì là người thân duy nhất. Tuy nói thẩm ra là thương nhân, nhưng người cũng thấy đấy, đây sao có thể là nhà thương nhân bình thường, dù là nhà của quan viên cũng không thể xa hoa như vậy. Lời này nghe vào lòng tạ di, bà ta đã sớm nhìn thấy tạ thị trang phục đẹp đẽ, quý khí bất người, phía sau là nha hoàn bà từ xếp hàng đi theo, mỗi người đều cung kính chờ sai bảo đấy là tư thế của đương gia chủ mẫu. Nghĩ lại mình gả đến vi gia nhiều năm như vậy, nha hoàn bà tử trong viện cũng chỉ có sáu người, lúc trước nếu biết vi gia chỉ có như thế, bà đã. Tạ di lạnh lùng ngừ một tiếng, đôi mắt chất chứa ánh sáng ghen ghét, nặng nề mờ miệng, tử nhi, con biết không, đáng lẽ thẩm phủ trước đây phải thuộc về mẹ con ta. Trường 49, bắt gà không thành còn mất nắm gạo, năm vì ngưng tử nghe tạ di nói trong lòng giật thót tay không tự chủ mà tăng lực đảo tạ di cau mày nhẹ tay thôi tâm tình vi ngưng tử lúc này thực sự kích động nàng ta ở cùng tạ di cũng nghe chuyện về tạ thị nhưng phần lớn thời gian đều là tạ di nói xấu tạ thị trước mặt nàng nói tạ thị giả nhân giả nghĩa khẩu phật tâm xà nhưng chưa bao giờ nghe về chuyện hôn phối động tác chậm lại cúi đầu nhìn cái gáy của tạ di cố gắng kiềm chế tâm trạng hỏi, nương, lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lúc trước phải gả đến thẩm gia là người sao? Lực đảo trên vai vừa phải, chỗ được xoa bóp cũng rất thích hợp làm tâm trạng tạ di cũng tốt lên, bà ta thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, đáy mắt ánh lên tia sáng khôn khéo, một lúc sau mở miệng nói, đó là dĩ nhiên, trước đây người tỷ phu nhìn chúng là nương, đến phủ cầu hôn cũng là nương, tạ văn uyên nghe thấy có người đến phủ cầu thân ì mình là đích nữ lén lút trốn sau bình phong nhìn trộm kết quả là vừa nhìn thấy tỷ phu sống chết đòi gả đi từ nhỏ cha đã đối xử với bà ta bất công thấy bà ta ở nhà khóc lóc đòi chết cũng không còn cách nào khác đành chấp nhận gả bà ta đến đây tạ di vừa mới bắt đầu còn nói nhỏ về sau càng nói càng kích động ngồi thẳng dậy vì ngưng từ nhích dân về phía trước nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt hiện lên giận dữ, tất cả những thứ này vốn là của cô ta, mở miệng nói, nương, gì cũng đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng là tướng công của nương, chỉ vì được ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu yêu chiều mà mặt dày mày dạn cướp người, người như gì thật là không biết liêm sỉ. Vì ngưng tử sảng khoái đem tức giận trong lòng chút hết ra ngoài, sắc mặt tạ di lại hiện lệ một chút buồn bực không quá tự nhiên, khuôn mặt trở nên lạnh lùng bả vai rụt lại, nhíu mày, được rồi, không cần bóp nữa, cẩn thận suy nghĩ tình hình bây giờ của chúng ta đi, còn nghĩ chuyển ra ngoài ở sao? Vì ngưng tử không biết bà ta tại sao lại mất hứng, nhưng bóp vai một lúc lâu, bàn tay cũng bắt đầu mỏi, liền nghe lời mà thu tay về, ngồi lên một vái ghế khác, cô ta đương nhiên cũng không muốn ra ở bên ngoài, nâng mắt nhìn bầy trí và đồ dùng của cúc khách viện. Ghế ngồi là gỗ hoàng lê chạm trổ hình hoa cúc, bốn bức đại bình phong vẽ cúc đặt ở bên trong cũng là danh phẩm. Trong phòng khách, bốn góc phòng đặt bốn bình sứ hồng mai thượng đẳng, nếu đi ra ngoài cũng không thể thoải mái như vậy, cô ta biết mẹ mình cũng giống mình. Không muốn chuyển ra ngoài, liền mở miệng nói, nương, người có phát hiện ra nhưng chuyện trên đường đi tường như là do hành động của chúng ta, nhưng thật ra mọi chuyện đều bị biểu muội tác động từng bước. Nghĩ lại lúc trên đường đến đây, kể từ khi gặp tiểu di chất nữ, bà ta vẫn luôn không thấy hài lòng. Tất cả mọi chuyện đều làm bà ôm một bụng tức giận. Nghe Vi Ngưng Tử nói vậy mới nhớ lại một chút. Nghiến răng nghiến lợi nói, nó đúng là một tiểu nha đầu xảo quyệt. Sao có thể suy tính sâu xa như thế? Chắc chắn đều do tạ thị dạy nó. Vi Ngưng Tử thấy vậy cũng không nhiều lời. Cô ta biết mẫu thân tình tình hung ác, cũng không dễ che giấu, mới nói sang chuyện khác, nương nói cũng phải, nhưng dượng và dì yêu chiều muội ấy như vậy, nếu nữ nhi có thể thân cận làm muội ấy thích mình, ở trước mặt dì dượng nói mấy câu tốt đẹp, chắc chắn có hiệu quả tốt. Nhớ tới ánh mắt thẩm mậu nhìn Vân Khanh hôm nay, tạ di cũng hiểu được đôi chút, nếu có thể làm cho tử nhi và Vân Khanh thân thiết, cũng có thể làm cho Vân Khanh ở trước mặt thẩm mậu nói tốt cho bà, thường xuyên tiếp xúc, trên đời này làm gì có nam nhân nào không vụng tộm làm chuyện xấu bên ngoài, nghĩ thế, sắc mặt tạ di trở nên tốt hơn quay đầu nhìn vi ngưng tử tán thưởng, vẫn là nữ nhi của ta thông minh, nhưng hôm nay nhìn Vân Khanh đối với con cũng không thân thiết, con định làm gì? Nhìn thấy câu chuyện rốt cuộc cũng chuyển tới ý mình muốn nói, vi ngưng tử mắt hạnh mang theo ý cười, nhướng mày, nương đã quên sắp tới là ngày khai rằng ở học đường sao, biểu muội nhất định sẽ đi, nếu nữ nhi cùng muội ấy hàng ngày đến học đường còn không sợ không có cơ hội sao? Nghe vậy ánh mắt tạ di sáng lên, thiếu chút nữa bà đã quên mất chuyện này. Bên trong quy nhạn các, Vân Khanh sau khi dùng bữa thì trở về viện của mình, hai ngày nay nàng cũng không nghỉ ngơi thật tốt, nàng vừa quen giường, đột nhiên ban đêm lại đổi giường khác liền ngủ không ngon giấc, hai ngày nay lại vừa phòng bị mẹ con tạ di, lại vừa dỗ tổ mẫu vui vẻ, tinh thần đã hao tổn cực lớn, chờ đến lúc vào xương phòng, cả người cũng đã lộ ra mệt mỏi. Liêu Thúy dọc đường đi đều nhìn thấy tất cả, trong lòng đau xót, ban đêm ngủ ở bên ngoài, vẫn nghe thấy tiếng tiểu thư chằn trọc, lại nhìn thấy mẹ con tả di vẫn làm những chuyện xấu xa mà còn tâm cao khí ngạo, chỉ căm giận không thể đi lên tát cho mẹ con nhà kia hai cái, nàng sai Vấn Nhi đi lấy một chén trà mật an thần lại đây. Vấn Nhi nay đã được thăng làm nha hoàn bậc hai trong viện của Vân Khanh, nhanh nhẹn chịu khó, lại biết an phận, cha mẹ đều sống chết vì thẩm gia một người là bà tử tuần tra. Một người là sa phu, trải qua chuyện của Tô còn có chuyện bắt mèo ở Hoa Viên, Vân Khanh cảm thấy Vấn Nhi cũng không tệ lắm, dùng con bé cũng yên lòng. Một lát sau, Vấn Nhi đã đem trà được pha tốt bưng tới, sau khi Lưu Thúy nhận lấy, Vấn Nhi lui ra ngoài, nàng ta vén mảnh che xương phòng lên, nhìn thấy Vân Khanh nửa dựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn thẳng vào xa chướng màu thiên thanh cảm giác cả người vân khanh lộ ra khí chất mờ ảo thản nhiên như coi như không lưu thúy bần thần không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy như là tiểu thư không giống với những người khác trên đời này lắc lắc đầu đã thấy vân khanh đang mồi dậy mắt phượng đang nhìn mình tiểu thư uống một ngụm trà mật đi lưu thúy thu lại cảm giác kỳ quái lúc nãy bước lên trước đưa trà cho vân khanh lại cầm theo cả hoa quế cao mà vân khanh thích nhất tiểu thư người lúc nãy không ăn được nhiều cơm, nếu vậy thì dùng một chút điểm tâm được không? Vân Khanh uống non nửa chén trà, vị mật ngọt tự nhiên, theo đầu lưỡi trôi xuống cổ họng, nhìn thấy hoa quế cao cũng vị ngọt liền lắc đầu. Liều Thúy thấy vậy mới nói, vậy cũng được, đợi lát nữa tiểu thư tỉnh ngủ lại ăn, tránh lại bỏ giờ nói xong liền đem hoa quế cao đi ra, lúc quay về, nghĩ nghĩ rồi mới mở miệng nói, tiểu thư, tại sao lúc ở Vinh Tùng Viện, người không vạch mặt tạ di trước mặt lão phu nhân. Theo như Lưu Thuy nghĩ, cố sức say Vấn Nhi đi bắt mèo hoang rồi đụng mặt ở hoa viên còn không bằng trực tiếp tại Vinh Tùng Viện nói ra con chim chết kia là do tạ di quăng đến. chương 50, bắt gà không thành còn mất nắm gạo, 6. Vân Khanh tất nhiên biết được biện pháp này vừa nhanh gọn lại đỡ việc, có thể làm cho tổ mẫu nhìn thấy trò hài của tạ di, nhưng mà lại sót lại một tai hại rất lớn Lưu Thúy chắc chắn là đã không cân nhắc đến điều này. Nàng ngừng đầu, con người tốt tâm tản ra ánh sáng cơ trí, nhìn thấu nghi ngờ trong mắt Lưu Thúy, chậm rãi mở miệng, em thử nói xem, với tính cách của lão phu nhân, nếu biết chim khách chết là do gì đưa đến sẽ xử lý như thế nào. Lưu Thúy cảm thấy ánh sáng trong con người đen như chiếu dọi tâm trí mình, nhớ đến tình tình hàng ngày của lão phu nhân, nói, lão phu nhân nhất định sẽ cho rằng đây là vu oán giá hỏa người có ý đồ gây dối sẽ bị đánh một trận rồi đuổi ra khỏi phủ không giữ lại một chút thể diện không nghĩ đến lưu thúy lại nói thực chuẩn xác tính cách tổ mẫu đúng là như vậy lúc đã thích thì sẽ thích vô cùng người không thích thì dù cách nào cũng không thấy vừa mắt giống như mẫu thân vậy cho dù mẫu thân làm gì thì tổ mẫu cũng không thích sau đó nàng lại hỏi dọc đường đi em thấy gì là người như thế nào vì phu nhân là người không biết tốt xấu lại còn tư lợi. Liêu Thúy nói xong lập tức hiểu được, trên mặt là mấy phần kinh ngạc, tiểu thư, em đã hiểu ý người rồi. Nếu như tiểu thư ở Vinh Tùng Viện trực tiếp vạch Trần Vi Phu Nhân, bà ta và Vi Ngưng Tử tất nhiên sẽ bị Lão Phu Nhân sai người đánh một trận rồi đuổi ra ngoài, mà theo như tính cách của Tạ Di, bà ta nhất định sẽ ghi hận việc này trong lòng, lấy lý do tân tang phu quân, chồng mới qua đời, đến chỗ tỉ tỉ tì tìm nơi nương tựa, đem toàn bộ mọi chuyện trắng đen đảo lộn, đến lúc đó mọi người sẽ biết Thẩm phủ vô tình vô nghĩa, y thế hiếp người, xua đuổi quả phụ muội muội đáng thương, đẩy Thẩm phủ vào bên trong làn sóng bất nhân bất nghĩa. Mà Thẩm phủ dù có ra mặt giải thích cũng không có ai nguyện ý tin tưởng một người vừa mới đến lại cố ý hại tì tì mà mình muốn nương nhờ. Hơn nữa, mọi người đều bênh vực kẻ yếu, Thẩm phủ chắc chắn sẽ tự gây hỏa, chọc cho mình một thân dơ bẩn mà có tẩy cũng không sạch. Lưu Thúy nhìn tiểu thư sắc mặt thản nhiên đang dựa vào đầu giường, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà tiểu thư có thể đem mọi chuyện phân tích rõ ràng, trong ánh mắt không giấu được sự sùng bái. Vân Khanh cảm nhận được ánh mắt của nha đầu kia, nhàn nhạt, nhạt, cười, ta ngủ trước, không có chuyện gì đừng để cho bất kỳ ai vào tìm ta. Nói xong liền nằm xuống, Lưu Thúy lấy chăn mỏng đắp cho nàng, thả cái chướng mềm màu thiên thanh xuống, rồi mới nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa. Có lẽ hai mẹ con tạ di đang nghĩ gian kế khác hoặc thật sự là bình tĩnh lại. Liên tục hai ngày đều an phận ở trong cúc khác viện, cho đến ngày thứ ba. Sáng sớm, Vân Khanh tỉnh lại trong ánh sáng, vừa mở mắt đã thấy ánh nắng ban mai nghiêng nghiêng giỏi vào từ cửa sổ, đem khuê phòng yên tĩnh ngượng thành một sắc màu ấm áp. Nàng ngồi dậy mặc thêm một kiện áo khoác, đứng lên gọi Liêu Thúy một tiếng, Liêu Thúy đã sớm đứng ở bên ngoài nhanh bước vào, tiếp theo là một hồi bận rộn, trong ngoài đã sớm thu dọn sạch sẽ, dùng bữa sáng ở đại sảnh rồi đứng dậy hướng đến viện của lão phu nhân thỉnh an. Vừa bước vào đã thấy vi ngưng tử cũng đang đứng trong phòng, hôm nay nàng ta đi đôi giày màu trắng thiêu hoa mai, mặc váy xanh thiêu lá trúc, trên đầu cài châm bạc, đơn giản mà nhạt nhòa, cả người giống như một bông cúc dại trong gió, lộ vẻ xinh đẹp nhẹ nhàng, khó trách mọi người đều nói, nếu muốn xinh đẹp nhẹ nhàng thì hãy mặc một thân đồ hiếu cho dù không thể ăn mặc xinh đẹp tiên diễm, vì ngưng tử cũng biết làm nổi bật ưu thế của mình. Đồ hiếu, đồ tang. Vân Khanh rời ánh mắt đi, cúi đầu hành lễ với lão phu nhân, tổ mẫu vạn phúc. Dường như hôm nay tâm tình lão phu nhân rất tốt, bà gật đầu, nhìn Vân Khanh hỏi, hôm nay con đến Bạch Hạc Thư viện báo nhập học sao? Dạ đúng vậy thưa tổ mẫu, tổ mẫu rất ít khi quan tâm chuyện đến học đường của Vân Khanh, lúc này lên tiếng hỏi chắc chắn còn có chuyện ở phía sau. Vân Khanh ánh mắt lóe sáng, nhìn vi ngưng tử đứng một bên, trong lòng đoán được nguyên nhân. Quả nhiên kế tiếp lão phu nhân nhân tiện nói, biểu tỷ của con hôm nay cũng phải đến đấy. Nó lần đầu trở về Dương Châu, cuộc sống không quen, con là chủ nhà, lại nhập học trước hai năm, nên quan tâm chiếu cố biểu tỷ nhiều hơn. Sở liệu vô thác, nàng đã sớm biết tạ di cùng vi ngưng tử mưu tính từ lâu nhất cử nhất động đều có tính toán, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Từ sau khi đại ung thống nhất thiên hạ, khôn đế ra lệnh thiết lập quan phương học phù tại các châu huyện, chia thành nam nữ học đường, khai giảng vào tháng tư hàng năm và kết thúc vào tháng 10. Lúc ban đầu, nữ tử sau khi hoàn thành việc học tập ở học đường có thể tham gia khoa cử, về sau, nữ tử không tham gia khoa cử nữa, nhưng quan phương học phù vẫn được tiếp tục trở thành biểu tượng đặc trưng cho nữ tử của các gia đình quyền quý. Các gia đình quyền quý này cho nữ tử vào học ở Quan Phương Học phủ, thứ nhất là có thể học tập được không ít thứ, phu tử của Quan Phương Học phủ cũng là những người có tài năng, trải qua kiểm tra mới được vào đây làm thầy. Thứ hai là để cho nữ tử ở Quan Phương Học phủ có thể kết bạn, tạo dựng quan hệ vì con đường tiến thân. Thứ ba là Quan Phương Học phủ đối với những người có khả năng cùng nhân phẩm rất tán dương. Hàng năm ở học phủ tiến hành hai lần kiểm tra, thành tích cao sẽ được dán bảng ca ngợi. Ở tầng lớp quý tộc, chi sĩ có tài năng sẽ được ghi nhận, nữ tử nếu nhận được tán thưởng, tài năng và danh tiếng cũng sẽ được đề cao, rất nhiều gia đình quyền quý dựa vào thành tích ở những đợt khảo hạch để lựa chọn con dâu thích hợp. Dương Châu là một trong tam đại phủ trong 26 phủ của Đại Ung, gần với kinh thành Thiên Việt thành và Trung Châu phủ ở phương bắc. Bạch Hạc Thư Viện cũng là là nơi tiếng tăm lừng lẫy, hai vị trạng nguyên tiền triều cũng xuất thân từ nơi này. Tả gì chỉ có mình nữ nhi này, đương nhiên là đã có tính toán tốt, vì ngưng tử có thể đến Thư Viện thì sẽ có khả năng thân cận cùng nàng, có cơ hội làm quen nhiều thượng lưu quý nữ, sớm bước vào giới quyền quý Dương Châu. Nếu lúc này nàng mở miệng từ chối, không những trai ý tổ mẫu, còn thể hiện nàng là người hẹp hòi, nếu vì ngưng tử muốn đi thư viện nàng sẽ đưa cô ta đi bạch hạc thư viện cũng không phải là nơi dễ dàng bên trong dạng người gì cũng có đến lúc ấy vì ngưng tử có thể ứng phó được hay không cũng không liên quan đến nàng nghĩ vậy vân khanh vui vẻ gật đầu biểu tỷ cũng phải đến bạch hạc thư viện học tập vậy đi cùng muội đi dọc đường có thể làm bạn thấy nàng hiểu chuyện như vậy lão phu nhân âm thầm gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười hai tỷ muội các con đều hiểu chuyện cũng không còn sớm nữa, nhanh đi đi. Ra cửa thủy hoa, xe ngựa trong phủ đã chờ từ sớm, Vân Khanh dẫm lên ghế mà mà Sa Phu đưa đến bước lên xe, Vi ngưng tử cũng theo phía sau. Vừa vào xe, Vân Khanh liền mang theo vẻ mặt chưa tỉnh ngủ mở miệng nói, biểu tỉ, muội còn chưa ngủ đủ giấc, trước chợp mặt một lúc. Nói xong cũng không để ý đến vi ngưng tử muốn nói gì, trực tiếp dựa vào gối mềm, hai mắt nhắm lại vì ngưng tử vốn muốn thừa dịp trên xe ngựa hỏi vân khanh một ít chuyện của bạch hạc thư viện nhưng biểu muội đúng là đầu heo vừa lên xe đã muốn ngủ làm hại cô ta chỉ có thể nhàm chán ngồi một bên cô ta không biết vân khanh căn bản là không buồn ngủ chỉ giả bộ như vậy để tránh cho cô ta hỏi chuyện nàng không muốn cùng cô ta trò chuyện cũng sẽ không nói cho cô ta tin tức hữu ích gì nếu cô ta đã có tâm tư như vậy thì tự mình chậm rãi ở thư viện tìm tòi đi Bạch Hạc thư viện nằm ở phía tây trong thành Dương Châu, cách thẩm phủ khá xa, cho dù mồi xe ngựa cũng mất hơn nửa canh giờ mới đến. Bởi vì Vân Khanh xuất phát từ sớm, mặc dù đường hơi xa, nhưng lúc này trước cửa thư viện cũng không có nhiều xe ngựa, vừa xuống xe, nàng liền quen đường mà đi thẳng vào trong, vì Ngưng Tử vội vàng đi theo sau, vừa đi vừa xem xét xung quanh. Thư viện một năm bốn mùa đều có hoa nở, mùa xuân có hoa đào, Mùa hè có cây anh thần, anh đào, cuối thu có hải đường, vào đông có hoa mai, lúc này trước mặt là hoa đào hồng phấn, trời quang mây lặng, thư viện yên ắng tĩnh lặng, toát ra tư thái thanh xuân. Vào đến cửa viện bên trong, đã thấy bày ra một cái bàn dài, bên trên để sổ ghi danh và môn học, hai vị phu tử ngồi trước bàn, để bút ghi lại tên tuổi nữ đệ tử và môn học đã chọn. Vân Khanh đã suy nghĩ từ tối qua môn học muốn học liền đi đến chỗ phu tử báo danh vừa nói xong các môn học từ bên kia truyền đến giọng nữ sắc nhọn vừa rồi mọi người có nghe thấy có người báo khoa gì không phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn